Đây em quay lại clip cho anh xem. Clip em cầm trên tay luôn anh nhá. Khẩu súng này thì đây, em là cao 1m8 mà cầm trên tay nó vẫn vừa tay như này. Đó. Ngọn lửa anh nhìn này, khò cực mạnh luôn, chống gió. Kể cả mình bóp cò cũng được, mà mình bóp cái búa ở trên cũng được. Anh nhìn này, côn xoay nó xoay rất là thật nhá. Ngoài ra là có lỗ bơm ga ở dưới này. Bên em hiện tại là chỉ có bán bình ga là 100.000 thôi. Nếu anh thích thì mua thêm. Bằng kim loại nhá. Em gõ vào cái thanh thanh sắt này. Đó, bằng kim loại. Cầm trên tay rất là đẹp luôn. Đấy, em quay clip thực tế cho anh xem luôn. Bao da của nó đây. Khẩu nào là anh lấy là khẩu nào cũng có bao da hết. Bao da này là mình có thể cài được vào thắt lưng này. Đấy, cài vào cà quần. Thì mình, khi mà mình lấy ra thì mình lại bấm cái này ra. Đó, khẩu này 260 em bao ship. Anh em nhận hàng thì cầm trên tay xem hàng kiểm tra, đúng thì mới trả tiền. Không đúng thì thôi, trả lại luôn. Mua ở hàng ở đâu cũng vậy. Rồi ok, em cảm ơn anh nhá.